Phi Thanh Vân lên tiếng khi Trấn Thành giải giọng cô thì ứng xử hoa hậu. Phi Thanh Vân lên tiếng khi xem clip Trấn Thành mặc váy giải dạng cô, trả lời ứng xử thi hoa hậu mới đây. Clip Trấn Thành bắt chước Phi Thanh Vân trả lời ứng xử đầy hài hước khi thi hoa hậu doanh nhân thế giới người Việt tại Mỹ đang khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong clip Trấn Thành diện kiểu đầm và trang điểm theo kiểu người đẹp giao kéo Phi Thanh Vân, nam MC nhái lại màn ứng xử thi hoa hậu đầy hài hước của Phi Thanh Vân với phong cách dẻo khá giống gây cười cho người xem từ câu mở màn "Em chưa đủ đẹp sao anh". Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong khi xem clip này, Phi Thanh Vân cho biết, với ý kiến của một người bạn thân trong nghề, đối với tôi, đây là một sự đáng trân quý. Bởi vì Trấn Thành đã cover clip trả lời phần ứng xử thi hoa hậu của tôi, phần thi được các giám khảo cho điểm tuyệt đối. Bản cover này có thể không giống nguyên bản 100%, nhưng tôi vẫn chúc cho người bạn danh hài của mình luôn thành công may mắn khi đem lại tiếng cười cho khán giả. Tôi ủng hộ bạn hết mình bởi chúng tôi đã cùng thấy những thăng trầm của nhau khi hạnh phúc và lúc thất bại. Khi xem clip bên cạnh luồng ý kiến bình luận ủng hộ cách gây cười của Trấn Thành, nhiều người xem cũng cho rằng nam MC làm lố nhảm. Trước những bình luận không hay về Trấn Thành, Phi Thanh Vân cho biết, khi nhận xét tôi sẽ đặt mình vào vị trí của Trấn Thành và mọi người để nhìn mọi thứ sâu sắc và thấu đáo hơn. Tôi nghĩ đây là việc làm bình thường của một người bạn trong nghề, không có lý do gì mình phải buồn, giận hờn, trách móc bởi vì điều đó không giúp ích được gì cho mình. Tôi nghĩ cách này sẽ khiến cả hai được dư luận chú ý và khán giả sẽ được mỉm cười sau những giờ làm việc căng thẳng. Chúng ta đang sống trong thế giới 4.0 khi Internet đang chiếm quá nhiều thời gian của mọi người nên không có lý do gì để không nương theo chiều gió. Đây là cách kiếm ra rất nhiều tiền khi view cao và những nhà quảng cáo của Google nhảy vào cuộc. Bằng tuổi nhau nhưng Sam mặt bạo hơn hẳn, nhìn tấm chụp chung với Trường Giang Nhã Phương không lo mới lạ. Từ một hot girl kẹo ngọt, Sam ngày càng thành công với phong cách quyến rũ và trưởng thành hơn. Với xuất phát điểm là một hot girl, Sam tên thật là Nguyễn Hà My, đang có cú vươn mình mạnh mẽ trên cả hai lĩnh vực MC và diễn viên. Mới đây khi hợp tác cùng Trường Giang trong bộ phim Tết Siêu Sao Siêu Ngố, mỹ nhân gốc Long An càng thu hút nhiều sự chú ý. Lựa chọn theo đuổi hình ảnh quý cô quyến rũ, Sam có những bước chuyển mình lớn về phong cách so với hồi mới nổi tiếng bằng danh xưng hot girl. Mỗi khi được mời tham dự sự kiện, cô nàng thường xuyên xuất hiện trong những bộ cánh táo bạo. Đơn cử như chiếc đầm xẻ sâu hút mắt, giúp Sam khoe khéo vòng một đầy đặn. Lần khác, mỹ nhân sinh năm 1990, diện váy ren với chi tiết cut out nóng bỏng, khiến cánh mày râu khó có thể rời mắt. Tuy không có chiều cao nổi trội, nhưng cụ hot girl lại may mắn sở hữu một nhan sắc ngọt ngào, nụ cười khả ái. Và đặc biệt là thân hình quyến rũ không thua kém các người mẫu. Trong hậu trường sự kiện hay trên máy bay, Sam thường xuyên lựa chọn những bộ cánh hai dây gợi cảm, khoe thềm ngực đầy cuốn hút. Khi đi chơi với bạn bè, cô nàng cũng luôn là người hở bạo nhất. Mẫu đầm trễ vai được Sam mê mệt và diễn đi diễn lại. Gu thời trang đời thường của nữ diễn viên điệp phụ tình yêu cũng được cho là khá phóng khoáng. Trong bức ảnh hậu trường phim Siêu Sao Siêu Ngố chụp chung với Trường Giang, Sam khiến nhiều người chú ý khi diện áo sơ mi mà vẫn vô cùng quyến rũ. Trong khi đó cũng sinh năm 1990, nhưng Nhã Phương lại chọn phong cách kín đáo hơn nhiều. Dù xuất hiện tại các sự kiện hay trong đời thường, người đẹp cũng lựa chọn những bộ cánh giản dị, trang nhã và không khoe khoang. Dù cùng tuổi và đều đang phát triển sự nghiệp diễn xuất, nhưng hai mỹ nhân chính ít lại lựa chọn cho mình phong cách trái ngược. Bị Bảo Anh giằng mặt ám chỉ chuyện không cưới vì đối phương chưa đủ tử tế, Hồ Quang Hiếu tức tốc treo status đáp trả. Cứ thỉnh thoảng lên báo nói về Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu cũng phải hối hận về hành động của mình. Dù đã thông báo chia tay được 2 tháng, nhưng đến nay Hồ Quang Hiếu vẫn tự nhận mình chưa thể quên được Bảo Anh. Trong những bài đăng trên Facebook hay phỏng vấn, nam ca sĩ luôn dành cho bạn gái cũ những lời yêu thương mà tình cảm thật lòng. Đặc biệt là việc Hồ Quang Hiếu nói rằng cả hai chia tay vì anh đòi cưới. Tuy nhiên, trước tình cảm của Hồ Quang Hiếu, Bảo Anh lại im lặng và không có biểu hiện đáp trả, khiến một số cư dân mạng xỉ xói rằng cô quá vô tâm, chỉ lo cho sự nghiệp. Đến lúc này Bảo Anh mới lên tiếng, lên xuống là chuyện ở đời, chứ còn lấy chồng thì cứ phải tử tế thì lấy, không thì thôi ở vậy với mẹ. Đời còn dài cứ từ từ, không có gì phải vội. Trước những đáp trả của bạn gái cũ dành cho cư dân mạng, Hồ Quang Hiếu mới đây cũng đã treo một status giằng mặt những người làm phiền bạn gái cũ.
Yêu nhau gần 3 năm, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu chia tay trong sự tiếc nuối, dù vậy cả hai nhận là những người bạn tốt của nhau. Những ngày qua, các trang báo online có đưa thông báo Bảo Anh chia tay tôi vì tôi đòi cưới. Hiếu xin đính chính thông tin này là hoàn toàn sai sự thật, Hiếu hoàn toàn không chia sẻ về vấn đề này. Hiếu hy vọng các trang đã copy về các fanpage, chia sẻ sẽ tháo thông tin sai sự thật này xuống giúp Hiếu. Hiếu xin cảm ơn. Hồ Quang Hiếu đính chính thông tin Bảo Anh chia tay vì anh đòi cưới là hiểu nhầm và bị xuyên tạc. Dù đã là người lạ của nhau, nhưng nam ca sĩ vẫn rất quan tâm đến Bảo Anh, có thể thấy tình cảm rất sâu đậm. Sau loạt chia sẻ trên báo vẫn nhớ người cũ cùng lời tâm sự. Tôi từng ngỏ lời cưới Bảo Anh làm vợ, nhưng cô ấy không đồng ý. Từ đó chúng tôi dần nhận ra sự trái ngược về quan điểm sống của nhau. Khi mọi việc không còn lối thoát, Bảo Anh chọn cách ra đi để cả hai có thời gian nhìn nhận lại mọi việc. Hồ Quang Hiếu vô tình khiến Bảo Anh bị hiểu lầm. Cư dân mạng cho rằng Bảo Anh chia tay Hồ Quang Hiếu vì bị đòi cưới khi sự nghiệp đang phát triển. Trùng hợp là mới vài phút trước, Bảo Anh cũng đăng tải một status ám chỉ rằng đang mệt mỏi vì những chuyện đã qua. Có lẽ điều này khiến Hồ Quang Hiếu có lỗi và viết dòng trạng thái trên. Hà Nội nhưng cứ vội đó thì có được không? Nhiều lúc mệt mỏi quá muốn dẹp hết, nhưng nghĩ lại lý do vì sao bắt đầu và những điều đã trải qua lại đứng dậy và bước tiếp mạnh mẽ hơn. Màn đáp trả thẳng thắn của Bảo Anh khi bị cư dân mạng chê là tham sự nghiệp, bỏ qua người đàn ông tốt như Hồ Quang Hiếu. Cuộc tình của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh thường kết thúc trong bình yên, nhưng cuối cùng lại ầm ĩ khi Hồ Quang Hiếu liên tục nhớ tới người yêu cũ. Sự thay đổi của Nhật Kim Anh sau kết hôn khiến chồng đại gia vỡ mộng. Chính nữ diễn viên cũng không thể lường trước được nhiều điều. Hạnh phúc hôn nhân vốn đã là chuyện khó lường với bất cứ cặp vợ chồng nào. Vì vậy, nó càng trở nên mong manh, chẳng khác gì ngọn nến trước gió khi một trong hai người hoạt động ở môi trường showbiz thị phi. Có thể nói gia đình nhà nữ diễn viên Nhật Kim Anh chính là minh chứng rõ rệt nhất. Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại với ông xã giữa loạt tin đồn rạn nứt, người đẹp thừa nhận cô và chồng đều đang trong giai đoạn giữ thêm được ngày nào thì biết ngày đó. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến hệ lụy như ngày hôm nay chính là sự thay đổi lớn về con người cũng như tính chất công việc của mỹ nhân sinh năm 1985. Theo như tiết lộ của cô, ông xã Bủ Lộc dần dần không thể chấp nhận được cảnh vợ thường xuyên sống xa nhà, ít dành thời gian cho con. Trước khi đám cưới theo tôi đến phim trường, chứng kiến tôi quay cảnh chạy chân trần trên đồi nhiều lần khiến bàn chân rớm máu, anh phải thốt lên. Không ngờ em làm được những điều như vậy, có nghĩa là anh ấy chấp nhận và hiểu công việc của tôi. Nhưng khi kết hôn, đôi khi tôi đi quá nhiều thì anh cũng phản ứng không chấp nhận. Chẳng hạn vào dịp Tết, tôi chỉ dành một ngày cho gia đình, còn lại đều đi diễn. Anh không đồng ý đi như vậy. Tuy nhiên show diễn đã nhận, tôi không thể tùy tiện hủy bỏ. Do đó tôi và anh gây lộn với nhau nhiều lần. Có khi cả tháng vợ chồng tôi không nói chuyện, không đăng hình chung trên mạng xã hội, cả hai chỉ nói chuyện về con cái hoặc có việc cần thiết. Hồi mới cưới xong, chồng sẵn sàng hủy chuyến trăng mật và tháp tùng Nhật Kim Anh đi làm. Anh thường xuyên ngồi dưới hàng ghế khán giả xem vợ diễn. Dù bối rối ngại ngùng nhưng vẫn gật đầu đóng MV cùng cô, sánh bước tham dự sự kiện hết sức tình tứ. Chăm sóc vợ cũng vô cùng chu đáo vì sức khỏe cô không được tốt. Sau này, chồng đã không còn thiết tha với việc tháp tùng Nhật Kim Anh, người đẹp đi quay, đi dự sự kiện một mình, hoặc sánh bước bên đồng nghiệp. Chưa hết, trước khi kết hôn, Nhật Kim Anh khẳng định cô sẵn sàng giảm công việc để làm vợ, làm mẹ, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Giờ đây người đẹp đành ngậm ngùi thú nhận, trong cuộc sống có nhiều thứ thay đổi, không như mình, nên bản thân phải thay đổi để thích hợp. Bây giờ nếu tôi ngồi không thì chết, nên cố gắng dung hòa giữa công việc và gia đình, dù thế nào cũng sẽ qua một ngày phải không? Vừa qua bị tai biến, ranh giới giữa cái sống cái chết vô cùng mong manh, khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Không ai biết được ngày mai ra sao, nên cái gì làm được thì làm hết sức. Tôi luôn cố gắng làm nhiều để tích lũy cho con sau này. Biết làm sao được, có lựa chọn nào hoàn hảo đâu. Trong cuộc sống, bản thân luôn phải lựa chọn thôi. Nếu ôm con cả ngày, nhưng không có kinh tế lo cho tương lai của con, thì có phải chết cả mẹ và con không? Vậy nên tôi sẽ làm việc, dù mệt mỏi căng thẳng, nhưng chủ động về kinh tế, đảm bảo tương lai cho con. Đối với tôi, con là quan trọng nhất. Ngày nào rảnh sẽ chạy về với con ngay. Khi con ốm, tôi sẽ bỏ mọi việc ở bên và chăm sóc con. Cả Nhật Kim Anh và chồng đều nghĩ rằng sau khi lấy nhau, nữ diễn viên sẽ là một người vợ đảm như thế này, dành nhiều thời gian cho chồng con và việc nội trợ. Tuy nhiên, cơn tai biến vừa qua như giọt nước tràn ly, khiến Nhật Kim Anh nhận ra rằng cô sẽ chỉ dốc lòng vì công việc, vì khả năng tài chính mà thôi.
Nữ diễn viên ốm đau mệt mỏi trở bệnh vì áp lực kinh tế. Sau ồn ào với Duy Phương, Lê Giang tiếp tục hé lộ bi kịch cuộc sống ở nước ngoài. Thời gian mà Lê Giang định cư ở nước ngoài cũng chính là khoảng thời gian ưu tối nhất trong cuộc đời cô. Lê Giang được mọi người yêu mến với hình ảnh một cô diễn viên hài có nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, dù đã ở độ tuổi gần 50. Với một chất giọng cao, giọng khỏe bẩm sinh, cô đã trở thành đào chính tại các gánh hát tỉnh khi mới được 15 tuổi. Năm 1992, cô kết hôn với nghệ sĩ Duy Phương, khi ấy anh đã 36 tuổi từng trải qua một đời vợ, còn Lê Giang chỉ vừa 18 trăng tròn. Sau vài năm chung sống thì hôn nhân của họ cũng tan vỡ vì những cơn ghen của Duy Phương. Theo lời kể của Lê Giang, từng phải hứng chịu nhiều trận đòn khi sống chung với chồng. Có khi đánh từ trên cầu thang đánh xuống, vừa qua sự việc này đã gặp không ít những chỉ trích tranh cãi khi Lê Giang kể về quá khứ trên sóng truyền hình. Khi chia tay, Lê Giang gặp khó khăn về tài chính, không đủ khả năng nuôi con, nên cô để lại con trai Duy Phước và con gái Lê Lộc cho chồng nuôi. Có một quãng thời gian cả hai người con vì hiểu lầm mà từ chối nhận mẹ ruột. Đến năm 2009, Lê Giang được người chồng thứ hai bảo lãnh sang Úc định cư. Cô làm neo và không được diễn chung sân khấu như ở Việt Nam. Khi vừa mới đi làm, nữ nghệ sĩ đã phải mang khẩu trang để tránh việc mọi người nhận ra mình. Khi ở Úc khiến Lê Giang gặp nhiều stress, cô khóc rất nhiều vì từ trước đến nay cô không có ý định bỏ xứ đến nơi khác lập nghiệp. Chỉ vì cuộc sống khó khăn nên buộc lòng cô phải làm mọi thứ để sống. Ý định tự vẫn luôn tồn tại trong đầu tôi, tối nào tôi cũng khóc. Có lẽ ông trời thương tôi hay sao mà lúc về đây khán giả thương tôi nhiều lắm, Lê Giang chia sẻ. Hiện tại cô là mẹ đơn thân và nuôi con trai nhỏ, cậu bé là kết quả cuộc hôn nhân thứ hai. Thời gian này Lê Giang hoạt động nghệ thuật nhiều hơn và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Mối quan hệ của Lê Giang và hai con đã cải thiện rất nhiều sau khi các con lớn và hiểu ra mọi chuyện. Họ còn kết hợp với nhau trong nhiều dự án. Sự trưởng thành của các con chính là niềm hạnh phúc lớn lao của nữ nghệ sĩ.